quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết chuyên đề 3 của Trung ương Hội về công tác xóa đói giảm nghèo, khuyến khích hội viên làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp. Hội cựu chiến binh huyện Tam Dương triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp hội luôn đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho hội viên. Chuyên mục cựu chiến binh Vĩnh Phúc kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự cựu chiến binh huyện Tam Dương giúp nhau phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, Hội cựu chiến binh huyện Tam Dương có trên 6.880 hội viên sinh hoạt ở 13 hội cơ sở, 2 hội thuộc khối 487, 148 chi hội. Trong những năm qua, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hội viên cựu chiến binh huyện Tam Dương luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cũng như nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Các cấp hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để phát huy tiềm năng, nguồn lực giúp nhau vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều hình thức giúp đỡ hội viên trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Cùng với việc phối hợp với hệ thống ngân hàng chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn vay cho hộ nghèo, các cấp hội vận động hội viên khá giàu giúp hội viên nghèo về nguồn vốn, cây con giống, vật tư, phân bón, kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động. Qua đó, nhiều mô hình đã đem lại những hiệu quả thiết thực, nhiều hội viên thuộc diện khó khăn được giúp đỡ, vươn lên có cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp hội còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thực tế cho thấy, khi rời quân ngũ trở về địa phương, đại đa số cựu chiến binh gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống gia đình. Không ít cựu chiến binh còn mang trong người những vết thương và bị nhiễm chất độc da cam do chiến tranh để lại. Tuy nhiên, không vì thế mà họ lại nản lòng. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí và quyết tâm vượt khó vươn lên, hội viên Hội cựu chiến binh huyện Tam Dương đã tích cực lao động sản xuất để xóa bỏ đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian vừa qua thì quán triệt tốt các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy Đảng, đặc biệt là nghị quyết của hội nghị lần thứ 29 của Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương. Chúng tôi đã tổ chức tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội. Thời gian vừa qua thì với kết quả đó thì đối với các hội viên hội cựu chiến binh ở các cơ sở đã tận dụng tốt các nguồn vốn vay của quỹ tín dụng như là quỹ của Trung ương hội với 50 triệu, quỹ vay của ngân hàng chính sách xã hội là trên 21 tỷ. Đồng thời là các hội viên ở các cơ sở đã đóng góp cái quỹ hội với hơn 3,7 tỷ đồng, với số vốn đó là giúp cho các hội cựu chiến binh là thực hiện các cái nhiệm vụ giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm kinh tế. Là chúng tôi tiếp tục triển khai xây dựng cái mô hình là làm kinh tế giỏi ở các hộ gia đình, đặc biệt là đối với ở hội của Tam Dương, chúng ta hiện nay là đang có một câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Xác định phát triển kinh tế giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện Tam Dương đã phát động phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đến từng cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Để thực hiện, các cấp hội đã tạo điều kiện khuyến khích hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, đưa phong trào phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Trong quá trình thực hiện, các cấp hội đã phát động phong trào tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Các cấp hội đã hướng dẫn số hội viên được vay vốn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Hiện nay, các cấp hội cựu chiến binh huyện Tam Dương đã tin chấp với chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện trên 21 tỷ đồng vốn ưu đãi, giúp cho hàng ngàn lượt gia đình cựu chiến binh vay để phát triển kinh tế gia đình. Có vốn được tiếp thu khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, cộng với sự nỗ lực cố gắng của toàn gia đình và sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, nhiều gia đình cựu chiến binh đã thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên cựu chiến binh trong huyện đã từng bước được cải thiện rõ rệt. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 74 hộ, chiếm 1,1%, tăng lên trên 64%. Các mô hình trang trại, gia trại, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ
cũng góp phần đáng kể trong việc tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương là con em cựu chiến binh, cựu quân nhân, gia đình chính sách trên địa bàn. Sau khi xuất ngũ về địa phương thì được chi hội cựu chiến binh Đồng Bông và xã Kim Long, huyện Tam Dương thì là động viên thì tôi 2006 tôi mở một cái nhà hàng và đến giờ là cũng phát triển tốt. Trong quá trình làm kinh tế thì chúng tôi luôn luôn là chấp hành cái chủ trương chính sách của Đảng, chúng tôi chấp hành đầy đủ. Trong những năm gần đây, kinh tế xã hội của xã Kim Long, huyện Tam Dương đã có bước phát triển đáng kể, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Hội Cựu Chiến binh. Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã Kim Long đã có nhiều chủ trương chỉ đạo hướng dẫn các chi hội động viên hội viên, gia đình hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, Hội Cựu Chiến binh xã Kim Long tranh thủ khai thác từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện gần 2 tỷ đồng cho 131 hộ hội viên vay. 100% các hội viên vay vốn sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu quả và hoàn trả gốc và lãi đúng kỳ hạn. Các hộ được vay vốn đầu tư vào việc phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi, trồng cây ăn quả, phát triển ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại, tiêu thụ công nghiệp mang lại hiệu quả cao. Thông qua các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, góp phần nâng số hộ khá, hộ giàu của Hội Cựu Chiến binh năm 2015 đạt trên 68%, không có hộ nghèo. Sau khi nhận được những cái kế hoạch và chủ trương của các cấp hội triển khai về cái công tác mà phát triển là Hội Cựu Chiến binh ấy, là giúp nhau làm kinh tế và giảm nghèo cũng như là trong phát triển kinh tế thì chi hội chúng tôi là thường xuyên như vậy để duy trì rất tốt cái công tác sinh hoạt hội theo cái định kỳ và theo quy định của điều lệ. Cứ 3 tháng là chúng tôi họp định kỳ một lần, hoặc là có thể là có khi có những cái chương trình đột xuất là chúng tôi họp để mà triển khai phổ biến toàn thể những cái công văn chỉ thị hướng dẫn của trên về triển khai cho hội viên về cái công tác giúp nhau làm kinh tế. Thì chúng tôi là triển khai quán triệt rất đủ, đồng thời trong cuộc họp thì chúng tôi có triển khai cụ thể đến từng hội viên một, nhất là trong cái vấn đề mà giúp nhau làm kinh tế. Hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi đó là buổi sinh hoạt chuyên đề về phát triển kinh tế gia đình của chi hội thôn Đồng Bông, xã Kim Long, huyện Tam Dương. Đây là một hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm cổ vũ động viên tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, đồng thời là dịp để các hội viên gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm, cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả nhất. Có thể nói là Hội Cựu Chiến binh xã Kim Long hiện nay là có 18 chi hội và 704 hội viên. Thế thì chúng tôi đã tiến hành triển khai cái chương trình Hội Cựu Chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trong nhiều năm vừa qua đã có cái kết quả rất tốt. Đó là trong hội thì chúng tôi có một cái ưu thế, cái thế mạnh là cái nguồn nhân lực đất đai của một cái xã trung du, cho nên là cái hệ thống đồi gò trang trại đã mở rộng được các cái trang trại và có nhiều cái mô hình trang trại gia trại phát triển tốt. Chính vì có những cái trang trại gia trại cho nên trong nội bộ cựu chiến binh đã tạo điều kiện giúp nhau. Người có điều kiện thì mở trang trại, cửa hàng cửa hiệu, và người không có điều kiện thì các đồng chí đó đã được các đồng chí có điều kiện tạo điều kiện giúp đỡ về kinh phí và tạo công ăn việc làm cho các đồng chí đó, tiếp tục mở rộng các cái mô hình sản xuất kinh doanh để nâng cao cái đời sống cho hội viên. Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên là việc làm thường xuyên và lâu dài của các cấp hội. Mỗi nơi đều có cách làm riêng nhưng đều chung một mục tiêu, cựu chiến binh quyết không chung sống với đói nghèo. Qua hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng cho thấy đây là một hoạt động đúng hướng hiệu quả được cán bộ hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Cũng qua hoạt động này, quỹ hội được đóng góp tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi để hội thực hiện các hoạt động tình nghĩa, tạo chất keo gắn bó đoàn kết, động viên được tinh thần cho hội viên, tạo động lực để thu hút cựu chiến binh tham gia sinh hoạt hội, góp phần xây dựng hội phát triển bền vững.
Cũng từ phong trào nghĩa tình đồng đội, đồng chí được gắn bó sâu sắc hơn với nhiều nghĩa cử cao đẹp, tạo được niềm tin với Đảng, chính quyền và nhân dân. Những năm vừa qua thì được sự lãnh đạo của Đảng ủy ban và sự quan tâm của Đảng ủy ban thì tất cả các cái chương trình hoạt động của hội chiến binh thì rất có hiệu quả. Mà thứ nhất là cái hội cựu chiến binh của xã Kim Long đặc biệt là được huyện và tỉnh đánh giá là những đơn vị hàng năm luôn đạt trong sạch vững mạnh. Thế và hai nữa là cái hoạt động, nhất là cái lĩnh vực hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì cựu chiến binh đây là cũng là một cái lòng cốt rất là quan tâm đến cái sự phát triển. Hội cựu chiến binh của xã Kim Long thì có 18 chi hội và đồng chí là hội viên là có trên 700 hội viên. Thế các cái mô hình phát triển kinh tế thì ví dụ như ở xã Kim Long là các cái trang trại thì nó có trên 40 trang trại, thì trong đó là hội cựu chiến binh đã có là trên 30 trang trại. Cái thứ hai nữa là về sản xuất kinh doanh thì hội cựu chiến binh cũng là một cái lực lượng, nếu mà đánh giá vào tất cả cái mặt bằng của xã thì ví dụ như là ở xã Kim Long có độ khoảng 200 cái đơn vị hoặc là các cái cửa hàng cửa hiệu, thì trong đó là cựu chiến binh cũng có độ khoảng cỡ tầm 60 cái cửa hàng cửa hiệu. Hai nữa là các cái xưởng, đặc biệt là có những đồng chí có thể là thành lập được cái doanh nghiệp tư nhân để hoạt động. Cho nên cái sự phát triển kinh tế của các đồng chí cựu chiến binh thì đây cũng đã được Đảng ủy và Ủy ban dân cũng đánh giá là một cái lực lượng mà phát triển kinh tế mạnh của địa phương. Trong thời gian tới, Hội cựu chiến binh huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, động viên toàn hội tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế theo khả năng của mình. Trong phương hướng tới về việc giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đối với Hội cựu chiến binh huyện Tam Dương, chúng tôi đã triển khai cho các cấp hội quán triệt tốt các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy Đảng, triển khai các mô hình chăn nuôi, nhân rộng cho các mô hình trang trại ở địa phương, đặc biệt là xây dựng cái câu lạc bộ làm kinh tế giỏi để làm sao có kết quả, đạt kết quả tốt. Đồng thời chúng tôi đã tổ chức là quán triệt cho các hội viên cựu chiến binh ở các cấp là xây làm nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để làm sao phát triển kinh tế gia đình. Là chúng tôi tiếp tục xây dựng cái quỹ nghĩa tình đồng đội, mỗi hội viên tham gia đóng góp và vận động các cái doanh nghiệp ở trong địa phương để giúp cho các hội cựu chiến binh về khó khăn về nhà ở xây dựng và làm mới mỗi năm từ 2 đến 3, làm mới 2 đến 3 nhà ở. Đồng thời là tiếp tục triển khai thực hiện cái phát triển các cái câu lạc bộ ở các xã. Trong thời gian vừa qua chúng tôi mới phát triển được 2 câu lạc bộ ở 2 xã như xã Kim Long và xã Duy Phiên, thì tới đây chúng tôi tiếp tục là phát triển các câu lạc bộ làm kinh tế giỏi ở các địa phương khác để làm sao nhân rộng cái mô hình đảm bảo kết quả tốt. Chúng tôi tiếp tục là tổ chức thực hiện cái xây dựng các cái trang trại, các gia trại ở các địa phương có đảm bảo tốt về phát triển, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của các gia đình. Để hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn, thì tổ chức hội cần phải phát huy tính năng động, sáng tạo, đi sát với hội viên, với phong trào, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của anh em để có những điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Cùng với đó, mỗi cựu chiến binh phải biết vươn lên, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đoàn kết giúp nhau để cùng phát triển. Chuyên mục cựu chiến binh Vĩnh Phúc kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.